quá kỳ lạ với Mark Twain, một người đàn ông đam mê du lịch và khám phá ẩm thực, đang sống tại Mỹ và là chủ sở hữu của một kênh YouTube nổi tiếng với hơn 10,3 triệu người đăng ký. Trong hành trình không ngừng tìm kiếm những trải nghiệm ẩm thực độc đáo trên khắp thế, anh đã quyết định đặt chân đến Hà Nội, Việt Nam. Xin chào các bạn thân yêu đến với kênh Tự Hào Việt Nam. Hôm nay kênh xin giới thiệu sự trải nghiệm của anh Mark Twain về ẩm thực tại Hà Nội. Đường phố đông đúc của Hà Nội là một bức tranh sống động và đầy màu sắc của văn hóa đặc trưng. Những con phố này rộn ràng với sự hối hả của người qua lại, tiếng cười vui vẻ và hương vị thơm ngon từ những gian hàng rong. Đặc trưng cho văn hóa Hà Nội, các cái gánh hàng rong trải bày hàng hóa trên những chiếc xe đầy nhỏ, tạo nên khung cảnh phố phường tinh tế và ấn tượng. Nét đặc trưng của đường phố này không chỉ là cảnh tượng bề ngoài, mà còn là âm thanh của tiếng đàn của những người làm nghệ thuật đường phố, tiếng nhạc dân dụ của những người chơi đàn guitar hay tiếng xôn xao của những cuộc trò chuyện giữa người bán và khách hàng. Mọi thứ tỏ ra rất bận rộn, nhưng lại gắn liền với sự hòa mình vào cuộc sống hàng ngày của người dân địa phương. Những cái gánh hàng rong mang theo những món ăn truyền thống, từ bánh mì phô mai, bún chả, chả cá, đến các loại bánh ngọt độc đáo. Mỗi chiếc gánh là một cửa hàng nhỏ di động, nơi người ta có thể thưởng thức ẩm thực độc đáo mà không cần phải bước vào những nhà hàng lớn. Không chỉ là nơi để mua sắm và thưởng thức ẩm thực, đường phố Hà Nội còn là không gian văn hóa, nơi các nghệ sĩ đường phố thể hiện tài năng của mình và tạo nên một bức tranh độc đáo về cuộc sống thường ngày của người dân. Hà Nội. Trải nghiệm thứ nhất của tôi tại Hà Nội là một hành trình thưởng thức bún riêu tuyệt vời, ngay giữa một ngõ hẹp chỉ đủ cho một người đi vừa. Dù không gian có vẻ chật chội, nhưng sự ấm cúng và đậm chất truyền thống khiến cho nơi này trở thành một địa điểm không thể bỏ qua. Trải nghiệm bún riêu trong ngõ hẹp không chỉ là việc thưởng thức một bữa ăn ngon miệng mà còn là hành trình khám phá và hiểu rõ hơn về văn hóa ẩm thực độc đáo của Hà Nội. Quán Câu Hoàn nổi tiếng với cách biến tàu bún riêu, không chỉ chứa thịt béo ngon mà còn kết hợp nhiều loại nguyên liệu đặc biệt như hải sản tươi ngon và có lòng trứng vịt lộn, tạo nên một hương vị độc đáo. Khi bước vào quán, tôi đã cảm nhận ngay mùi thơm nồng nàn từ nồi nước dùng bún riêu. Bát bún riêu của tôi được phục vụ với nước dùng đậm đà, chứa nhiều loại thảo mộc và gia vị, tạo nên một hương vị riêng biệt và đầy ấn tượng. Trứng vịt lộn thường được sử dụng trong nhiều món ăn ở Việt Nam, nhưng việc trứng vịt lộn trong bún riêu là một sự sáng tạo độc đáo. Sự hòa quyện giữa vị thịt béo ngon của trứng vịt lộn và hương vị độc đáo của nước dùng bún riêu tạo nên một bữa ăn đặc sắc và phong cách. Chắc chắn, trải nghiệm thưởng thức bún riêu với trứng vịt lộn sẽ là một trải nghiệm ẩm thực khó quên và độc đáo, mang đến cho bạn sự hứng thú và kỳ vị trong thế giới phong phú của ẩm thực Việt Nam. Câu Hoàn không chỉ là người làm bún riêu mà còn là người nấu nước dùng tận tâm, giúp bát bún riêu của tôi trở nên thơm ngon và hấp dẫn. Đây thực sự là một bữa ăn ngon miệng và độc đáo, làm cho trải nghiệm ẩm thực tại Hà Nội của tôi trở nên khó quên. Trải nghiệm thứ hai của tôi tại Hà Nội là việc thưởng thức bún ốc tại quán Cô Huệ, một trải nghiệm ẩm thực độc đáo và phong phú. Với giá chỉ 50.000 đồng, tôi được trải nghiệm một bữa ăn ngon miệng, đầy đủ chất dinh dưỡng và phong phú vị. Cô Huệ nổi tiếng với bí quyết nước chấm đặc sắc, mang đến hương vị độc đáo và tinh tế cho bát bún ốc. Mùi thơm của nước dùng ốc hòa quyện với hương vị ngọt ngon và cay cay của nước chấm, tạo nên một hòa quyện ngon lạ miệng. Bát bún ốc được phục vụ với nhiều loại ốc khác nhau, từ ốc nồi, ốc móng tay, đến ốc len và ốc huệ, mang lại sự đa dạng về hình dạng và hương vị. Thịt ốc được chế biến sao cho giữ được độ ngon và độ đàn hồi, khiến từng miếng thịt trở nên béo ngậy và thơm ngon. Nước chấm đặc biệt của Cô Huệ chính là điểm nhấn tôn lên hương vị của bát bún ốc. Hòa quyện cùng với thịt ốc, rau sống và bún mềm mại, tạo nên một trải nghiệm ẩm thực phong phú và đậm đà. Với giá 50.000 đồng, trải nghiệm này không chỉ là một bữa ăn ngon miệng mà còn là một chuyến phiêu lưu ngon lành trong thế giới ẩm thực phức tạp của Hà Nội. Trải nghiệm thứ ba của tôi tại Hà Nội là một chuyến đi đặc sắc đến chợ Đồng Xuân để thưởng thức một bữa sáng ngon lành. Tôi quyết định thử cháo sườn sụn và quẩy giòn của chị Huyền Anh, một người bán nổi tiếng ngay ven vỉa hè chợ, nơi mà không khí luôn hứng khởi và đầy năng động. Chợ Đồng Xuân vào buổi sáng luôn tràn ngập tiếng cười và mùi thơm của các món ăn đường phố. Tôi đứng xếp hàng trước quán của chị Huyền Anh, nơi đã thu hút một đám đông người đông đúc. Sự nổi tiếng của chị không chỉ đến từ chất lượng món ăn mà còn từ sự nhiệt tình và niềm đam mê của chị dành cho nghề. Cháo sườn sụn được nấu chín rất kỹ càng, thịt sườn mềm và thơm mùi gia vị. Cháo sườn được đặc biệt bởi vị ngọt tự nhiên của xương, tạo nên hương vị đậm đà và hấp dẫn. Mỗi hấp thụ cháo mang lại sự ấm áp và đầy năng lượng. Quẩy giòn, những chiếc bánh quẩy giòn rụng, ăn kèm với cháo, tạo nên sự kết hợp hoàn hảo. Đặc biệt là cách chị Huyền Anh cuốn quẩy giòn bên ngoài tạo nên lớp vỏ giòn hấp dẫn. Dù bận rộn và đông đúc, không khí xung quanh vẫn tràn ngập sự ấm cúng và vui tươi. Trải nghiệm ăn sáng này không chỉ là việc thưởng thức ẩm thực độc đáo mà còn là cơ hội tận hưởng bầu không khí sôi động của chợ Đồng Xuân. Trải nghiệm thứ của tôi tại Hà Nội là việc thưởng thức rơi rán tại quán chả rơi Hưng Thịnh, một trải nghiệm ẩm thực phong phú và hấp dẫn. Với mức giá từ 20.000 đồng đến 220.000 đồng, quán cung cấp các lựa chọn rơi phong phú cho khách hàng. Tôi chọn một phần rơi rán cùng mỡ nước chấm có ớt nóng.
Khi đĩa dươi được đặt trước mặt, mùi thơm của dươi và mỡ béo ngon lan tỏa. Những con dươi rán giòn tan, bên ngoài giữ được lớp vỏ giòn mềm mại, trong khi bên trong thịt dươi béo ngon và thơm phức. Mỡ nước chấm có ớt nóng được phục vụ kèm theo, làm tăng thêm vị cay nồng và hương thơm cho mỗi miếng dươi. Nước chấm được làm từ các thành phần tự nhiên, tạo nên hương vị riêng biệt và độc đáo. Quán chả dươi Hưng Thịnh, với sự đa dạng trong mức giá, là một địa điểm phổ biến cho người yêu thích hải sản và muốn thưởng thức dươi với nhiều sự lựa chọn. Bữa ăn này không chỉ là một trải nghiệm ẩm thực độc đáo mà còn là cơ hội thưởng thức hương vị đặc trưng của biển cả ngay tại Hà Nội. Trải nghiệm cuối cùng với cô bán xôi gói siêu nhanh, một trải nghiệm tuyệt vời không chỉ về hương vị mà còn về giá trị vô cùng hợp lý. Tôi quyết định thử một gói xôi với thêm thịt ruốc với giá chỉ 15.000 đồng, tương đương khoảng 0,8 đô la Mỹ. Ngay từ khi tiếp cận cánh hàng nhỏ, tôi đã cảm nhận được sự nồng nàn của hương vị thơm ngon từ xôi và thịt ruốc. Cô gái bán hàng với nụ cười tươi tắn chào đón và nhanh chóng chế biến cho tôi một gói xôi nóng hổi. Tôi không thể tin nổi rằng với một mức giá rất phải chăng, tôi lại có thể thưởng thức một bữa ăn truyền thống ngon lành như vậy. Khi mở gói xôi, mùi thơm của xôi và thịt ruốc ngay lập tức lan tỏa. Hạt xôi mềm mịn, trắng ngần, hòa quyện với thịt ruốc thơm béo. Sự kết hợp giữa xôi và thịt ruốc tạo nên một hương vị độc đáo và đầy hấp dẫn. Điều tuyệt vời là không chỉ ngon miệng, mà còn rất sạch sẽ và an toàn vệ sinh. Với giá 15.000 đồng, trải nghiệm ẩm thực này không chỉ là một cơ hội để thưởng thức ẩm thực độc đáo, mà còn là một cảm nhận sâu sắc về văn hóa và lòng hiếu khách của người bán hàng. Đó thực sự là một bắt đầu tuyệt vời cho cuộc hành trình ẩm thực của tôi tại Hà Nội. Sau cuộc du lịch thú vị và thưởng thức ẩm thực đường phố ở Hà Nội, tôi không chỉ đắm chìm trong vẻ đẹp lịch sử và văn hóa của thành phố mà còn khám phá một thế giới ẩm thực phong phú và đặc sắc. Hành trình này không chỉ là một cuộc phiêu lưu gastronomic dynamic mà còn là một hành trình gặp gỡ với những câu chuyện, hương vị và truyền thống của người Hà Nội. Những bữa ăn đường phố không chỉ là về việc thưởng thức đồ ăn ngon mà còn là về việc chìm đắm trong văn hóa, lịch sử và lòng hiếu khách của người dân Hà Nội. Hành trình này đã làm cho tôi trở nên gần gũi với thành phố này hơn, để lại trong tôi những ký ức và trải nghiệm khó quên về ẩm thực tuyệt vời của Hà Nội. Sau khi trải nghiệm ẩm thực Hà Nội và chia sẻ những hình ảnh, video trên mạng xã hội, ánh mắt Win không chỉ thu hút được sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng mạng mà còn gây ra một làn sóng tích cực về ẩm thực Hà Nội. Những bình luận tích cực từ người hâm mộ và người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội như YouTube, Instagram hay Twitter đã tăng mạnh. Mọi người không chỉ được thưởng thức những hình ảnh hấp dẫn của các món ăn mà anh Mark Win trải nghiệm, mà còn nghe anh chia sẻ về vị giác, mùi thơm và không khí đặc biệt của ẩm thực đường phố Hà Nội. Cộng đồng mạng đã bắt đầu chia sẻ và đánh giá cao về sự chân thật và tận tâm của anh Win trong việc mô tả và giới thiệu ẩm thực Việt Nam. Điều này không chỉ giúp đưa ẩm thực Hà Nội lên tầm quốc tế mà còn tạo nên một hiệu ứng lan tỏa tích cực về văn hóa ẩm thực Việt Nam. Những người xem từ khắp nơi trên thế giới bắt đầu quan tâm và tìm hiểu về các món ăn truyền thống Hà Nội, đồng thời thúc đẩy sự quảng bá về du lịch ẩm thực Việt Nam. Sự lan tỏa qua mạng xã hội đã làm cho ẩm thực Hà Nội trở thành một điểm đến lôi cuốn không chỉ với những người địa phương mà còn với những du khách quốc tế. Các bạn nghĩ sao về ẩm thực Hà Nội thì cứ thoải mái bình luận quan điểm của bạn bên dưới phần bình luận nhé và đừng quên bấm like và nhấn nút đăng ký kênh Tự Hào Việt Nam nếu có thông tin gì muốn nghe, muốn xem, hãy bình luận bên dưới để thông tin cho mình biết nha. Mình luôn đón nhận những ý tưởng thú vị từ các bạn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.